Xin chào mọi người, video này là nội dung tập 168. Trong phần trước, thuyền của mọi người đã không thể đi tiếp được nữa, Đường Tam cùng với đồng bọn đành phải xuống thuyền đi bộ. Lúc này xung quanh bọn họ đầu đầu cũng là ma hồn đại bạch xà, chỉ là bọn chúng vẫn không phát hiện ra có người xâm nhập. Không ngờ hãn hải càn khôn cháo lại có thể che giấu hoàn toàn khí tức của họ. Thậm chí còn đang hấp thu năng lượng của biển cả. Công hiệu kỳ lạ hơn là nó không phải hồn cốt của Đường Tam, mà năng lượng hấp thu lại được bổ sung cho hắn. Rốt cuộc thì đây là vấn đề gì thì hắn vẫn không thể nào hiểu rõ. Đoàn người cứ như vậy lặng lẽ lên đường. Cũng chẳng biết trải qua bao lâu, bọn họ cuối cùng cũng tới nơi. Nơi này chính là Hải Thần Đảo. Như vậy là chặng đường thứ nhất đã hoàn thành rồi. Trong lòng ai nấy cũng đều vô cùng vui mừng. Nhìn khung cảnh bình yên nơi đây, Đường Tam dự định sau khi hoàn thành xong mọi chuyện sẽ đưa phụ thần cùng mẫu thần tới dưỡng lão. Vừa nói xong thì phía xa xa xuất hiện một nhóm người chạy tới bao vây. Hiển nhiên là bọn họ đều là những người trên đảo. Trong đó có một tên cầm đầu bước ra hỏi thăm. Nhìn vào người đàn ông mặc áo vàng kia, Đường Tam nhớ lại những lời Cát Tường đã nói trước đó. Hồn sư trên Hải Thần Đảo phân chia từ thấp tới cao, lần lượt là áo trắng, áo vàng, áo tím, áo đen, áo đỏ. Xem ra dù chỉ là hồn sư áo vàng cấp thấp thì thực lực cũng không đơn giản. Tên hồn sư áo vàng yêu cầu nhóm người Đường Tam ngay lập tức rời đi, nếu không thì đừng trách tại hạ không khách khí. Nghe những lời khiêu khích này, Đới Mộc Bạch định lên dạy dỗ tên kia khiến cha mẹ không nhận ra, tuy nhiên Đường Tam đã ngăn lại. Không thể cứ như vậy ở trên địa bàn người khác đánh nhau được. Chỉ cần giao thủ thì chắc chắn sẽ gặp phiền phức, cho nên Đường Tam liền dùng lời nói hỏa hoãn nói chuyện. Tính ra thì tên kia cũng không có ác ý. Khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân với hồn sư tới từ lục địa vô cùng khắt khe, có thể mất mạng như trời. Một khi tiếp nhận khảo nghiệm thì không thể nửa đường rút lui. Đường Tam vẫn kiên quyết, nếu vì thế mà mất đi dũng khí thì bọn họ cũng không xứng làm hồn sư. Nói rồi cả đám đồng loạt đứng lên tỏ vẻ quyết tâm. Không còn cách nào khác, tên kia đành dẫn mọi người đi vào bên trong. Không ngờ nơi đây cũng có Lam Ngân Thảo sinh trưởng khắp nơi. Đường Tam lập tức sử dụng Lam Ngân lĩnh vực dò xét xung quanh, nhưng mà ngay lập tức bị một luồng năng lượng kỳ lạ tràn lại không cho dò xét. Ngay sau đó, nữ hồn sư áo vàng đi bên cạnh liền lên tiếng nhắc nhở. Đường Tam được một phen ngạc nhiên, nàng ta chỉ là hồn sư áo vàng mà cũng phát hiện được tinh thần lực của hắn. Vậy cao hơn chắc chắn sẽ kinh khủng hơn rất nhiều. Sau một hồi di chuyển, mọi người cũng tiến vào Hải Trung Hải. Trước mắt họ là một thánh trụ đứng sừng sững. Hải Mã Thánh Trụ chính là một trong thất thánh trụ của Hải Thần Đảo. Hải Thần Đại Nhân thông qua thất thánh trụ truyền đạt ý chỉ. Nhóm người Đường Tam sẽ nhận đề bài khảo nghiệm ở đây. Ngay vậy Đường Tam lập tức sử dụng từ cực ma đồng để quan sát. Ở dưới thánh trụ kia chính là một phong hào đấu la biệt danh là Hải Mã. Hải Mã Đấu La lập tức phát hiện ra sự dò xét của Đường Tam. Lục địa hồn sư muốn lấy được tư cách tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân, trước tiên sẽ phải thông qua khảo nghiệm của lão, đó là đi xuyên qua Hải Trung Hải đến trước mặt Hải Mã Thánh Trụ. Nói rồi Hải Mã Đầu La phất tay một cái khiến nước biển dậy sóng. Đới Mộc Bạch là người đầu tiên tiến lên. Hắn sử dụng ra hồn kỹ thứ ba Bạch Hổ Kim Cương Biến để hộ thể chống lại áp lực. Sau đó chọn cách đi bộ từ dưới đáy biển qua bên kia. Rất nhanh cũng thành công. Hải Mã Đầu La thấy vậy tấm tắc khen ngợi. Bản nãy đa số hải hồn thú đã bị Đới Mộc Bạch giải quyết rồi. Sóng biển công kích cũng không đủ uy hiếp nữa. Đường Tam sử dụng ra hạo thuyền chùy mở sang một lối đi, kết hợp thêm phi hành ma côi tràng giúp mọi người phi hành bay qua. Sự kết hợp của họ quá hoàn mỹ, cộng thêm các loài vũ hồn quá ưu việt, khiến Hải Mã Đấu La cũng thầm khen, nhưng mà trong lòng lại dâng lên một sự hoài nghi. Mọi người ở đây đều quá xuất sắc để tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân. Chỉ có điều Hải Mã Đấu La lại tưởng nhóm người Đường Tam đến từ Vũ Hồn Điện, nếu là đến từ nơi đó thì xin mời về cho. Đới Mộc Bạch nghe xong liền giới thiệu một lượt nhưng lão vẫn không tin. Trên lục địa có phần lớn hồn sư có thực lực không tầm thường, đều xuất thân từ Vũ Hồn Điện. Lão chưa từng nghe nói tới Sử Lai Khắc Học Viện, vậy nên là muốn chém gió thì cũng phải chém thật một chút. Lời đã nói xong, ý cũng truyền đạt, Hải Mã Đầu La lập tức quay xe rời đi. Trong lúc mọi người đang không biết nên nói gì để thuyết phục đối phương thì trên người Đường Tam xuất hiện dị động. Nhận ra thứ kia trên người Đường Tam có một luồng khí tức của Hải Thần Đại Nhân. Nếu Hải Thần Đại Nhân đã lựa chọn Đường Tam, như vậy lão không thể làm trái ý được và rất nhanh. Hải Mã Đấu La lần nữa quay xe về phía mọi người. Mọi người có thể lập tức tham gia khảo nghiệm. Lần này Đới Mộc Bạch vẫn là người mở đường để tham gia đầu tiên. Khảo nghiệm này khá đơn giản. Ánh sáng trên tinh trụ sẽ quyết định từ chất cùng tiềm năng của hồn sư mà ban cho khảo hạch cùng với các cấp bậc khác nhau. Sau khi ánh sáng chiếu lên thân thể, trên trán của Đới Mộc Bạch xuất hiện một đồ án màu đen. Màu đen này tượng trưng cho hắc cấp lục khảo. So với khảo nghiệm của lão thì Đới Mộc Bạch còn nhiều hơn hai cái. Các khảo nghiệm được phân chia từ thấp tới cao là bạch cấp nhất khảo, hoàng cấp nhất khảo, tử cấp từ 1 tới 3 khảo, hắc cấp từ 4 tới 6 khảo và cuối cùng là hồng cấp đỉnh cấp khảo hạch. Thông qua khảo hạch tương ứng sẽ có thể trở thành hồn sư hộ đảo cấp bậc tương ứng của Hải Thần Đảo, mà hắc cấp tương ứng với thủ hộ giả thất thánh trụ trên Hải Thần Đảo. Còn hồng cấp thì tương ứng với người thừa kế đại cung phụng. Tuy nhiên, Hải Mã Đấu La lại cảm thấy đáng tiếc, với thực lực trước mắt của bọn họ căn bản không thể nào thông qua. Trong ngàn năm nay, khảo hạch khắc cấp xuất hiện tổng cộng 31 lần, nhưng chỉ có 7 người thông qua, 7 người kia hiện tại đều là thủ hộ giả của thất thánh chủ. Hải Mã Đấu La chính là một trong số đó. Chưa dừng ở đó, khảo hạch khắc cấp đối với hồn sư lực địa là 1 năm hoàn thành một hạng mục. Vậy nhưng đối với hai hồn sư thì lại là 10 năm hoàn thành một hạng mục, như vậy hiển nhiên là độ khó đã tăng lên gấp nhiều lần. Hải Mã Đấu La năm đó thông qua cũng phải mất tới 40 năm, còn mấy lần khiến lão suýt về chầu với ông bà. Trong số 7 người thủ hộ giả thì chỉ có Hải Long Đô La là thông qua hắc cấp lục khảo. Nếu như quá thời gian hoặc có ý trốn tránh khảo nghiệm, vậy thì phong ấn hải thần chán trên mọi người sẽ nổ tung. Nói rồi lão khuyên ngăn lần cuối, nếu bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Tuy nhiên, những lời này đối với Sử Lai Khắc Thất Quái hoàn toàn vô nghĩa, bọn họ đã quyết tâm rồi, không thể lùi bước như vậy được. Ngay vậy, Hải Mã Đấu La cũng chỉ còn cách đồng ý. Và tới đây thì tập phim kết thúc rồi, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé!